他都跟你说什么了？没说什么。怎么？你看起来有点心虚啊？哦，没有，没有心虚。他到底跟你说什么了？没说什么。怎么？你看起来有点心虚啊？哦，没有，没有心虚。 Vậy cô ấy đã nói gì với em rồi? Na là chữ vậy đứng đầu câu. Vậy em muốn sao? Vậy cô ấy nói gì chữ vậy đứng đầu câu thôi. Còn chữ tha là cô ấy đơn giản hả? Tu, chữ tu này nó còn mang ra chữ đã. Nó ngoài nghĩa hồi xưa mình học là chữ đều ra, nó còn mang ra chữ đã nữa. Kinh thì đơn giản họ chữ với, nhưng mà mình nhớ chữ với trong tiếng Trung đứng đầu nha. A kinh B làm cái gì đó, còn tiếng Việt của mình là ăn cơm với bạn, tiếng Trung là với bạn ăn cơm. Nì là bạn, đơn giản họ xưng hô đối phương. Còn chữ suo là nói, đơn giản. Shen me cái gì, lỡ chữ rồi. Mấy suo shen me? Mấy suo shen me? Mấy suo shen me? Không nói gì hết. Mấy là từ không nè, là từ nói tắt của từ mấy dụ. Suo là nói hả? Shen me là cái gì? Zǎn me, nǐ kàn qì lái you diàn xīn xū à? Zǎn me, nǐ kàn qì lái you diàn xīn xū à? Zǎn me, nǐ kàn qì lái you diàn xīn xū à? Sao anh trông có vẻ hơi chột dạ vậy? Zǎn me là câu hỏi sao nè? Sao em không đi? Sao em không làm? Zǎn me, nǐ là xưng hô đối phương hả? Kàn qì lái trông có vẻ dấu điện là có một chút nè, hơi hơi nè, đằng sau cộng với tính từ thì tính từ mình chọn là xin suy chột da. Không có chột da. Mấy dụ là không có nè. Xin suy chột da. Ta到底跟你说什么了? Cô ấy rốt cuộc nói gì với em vậy? Tha là cô ấy, từ này khá đơn giản hả? Tao thì trong trường hợp này là rốt cuộc. Rốt cuộc bạn muốn sao? Rốt cuộc bạn muốn làm gì? Từ rốt cuộc. Kênh là chữ vế, y chang mình nói hả? Chữ vế chú ý hả? A kênh B làm gì đó? Nì là xưng ngồi với đối phương, bạn nè. Suo nói. Shen me cái gì? Lơ là rồi. 那他都跟你说什么了？没说什么。怎么？你看起来有点心虚啊？哦，没有，没有心虚。他到底跟你说什么了？ Nếu như bạn nào muốn học thêm thì hãy vào trang cá nhân TikTok của Trey Lào Sư nhé, rồi nhấp vào cái phần trưng bày. Tại phần trưng bày này bạn sẽ khám phá được một loạt các tài liệu tiếng Trung hấp dẫn, từ giáo trình tới tài liệu tham khảo và các dụng cụ giúp cho mình tập viết chữ Hán nữa. Vô cùng đa dạng phong phú và chất lượng cũng vô cùng bảo đảm uy tín nhé. Và đó cũng là cái nguồn tài nguyên giúp mình học tiếng Trung và sử dụng tiếng Trung một cách hiệu quả và chỉnh chu hơn. Còn chờ gì nữa, hãy khám phá và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn ngay hôm nay nhé.